Anh em mình kết thúc video tại đây các bạn. Anh em mình cũng làm được, chắc cũng cần cả ký cá được à. Giờ anh em mình chuẩn bị bơi về, cũng chiều rồi, về mình làm cơm chiều. Mình trên sông, trên bờ thì người ta nuôi cá rô, còn dưới sông thì có lục bình. Chắc ngày mình đi cũng cỡ 8-9 giờ ha. Thì 8-9 giờ giấc này cũng chiều các bạn ơi. Về mình, anh em mình về làm cơm chiều đặng ăn. 5-6 tiếng rồi mà anh em mình làm chắc cũng cả ký cá được rồi. Như đây cũng đủ ăn rồi. Ôi, người dân dòi mà cá quá trời. Cây quá à. Bên đây thì người ta nuôi cá rô, dưới quê đựng cá là nó yên bình lắm chứ nó không có xe cộ chạy tấp nập. Muốn ăn thì mình muốn xuống ăn thì mình xuống sông mình giăng lưới bắt cá thì cũng đủ ăn qua ngày được các bạn ơi. Nếu mà bạn mà thích video của anh em mình á, thì like hoặc bấm vào cái chuông hoặc bình luận. Rồi anh em mình là mới có cái động lực đặng anh em mình gây video kế tiếp cho các bạn xem. Bây giờ nhà xa không Hiếu? Cũng khoảng gần cây số các bạn ơi. Sao mình chăng rồi lại ụt nữa ta? Ừ, cây không à. Không. Này mát ha. Này mát quá mát mà. Có biết hai anh nãy dần dính có không? Có gì? Không có, phải có lưỡi câu làm câu viền. Rồi đặng thả cái dồ dưới sông được. Bữa nào có gì thả? Thả chuối. Chuối. Kiếm cái giò. Chuối qua ngoại nhóc. Anh có nhóc lẫn kìa. Hồi món đi dễ bứng không mày? Bứng thử ra không Hiếu? Thọt cái dầm vô mình thử được không mày? Đưa đít vô đi. Đây người ta dưới sông thì đặt cái này là cái gì ta? Này là cái như cái giớ, cái đăng, cái lọp. Như cái lọp đó các bạn.